Hoàng hậu và Thái hậu, ai là người có quyền lực cao hơn? Mỗi buổi sáng, hoàng đế và hoàng hậu đều phải đi thỉnh an Thái hậu. Từ một chi tiết này có thể thấy chiếu theo thứ bậc tôn ti, nàng dâu không thể sánh bằng mẹ chồng, cũng tức là hoàng hậu không thể bằng Thái hậu. Song nếu xét về quyền lực trong hậu cung thì hoàng hậu mới là người có quyền tối cao nhất, mọi quyết định và tiếng nói tuyệt đối đều thuộc về hoàng hậu. Thái hậu không quản lý hậu cung, trừ những trường hợp đặc thù như bà là người chuyên quyền lấn át hoàng đế hoặc tạm thời chưa lập hậu. Một chuyện ngoài lề, nếu xét về quy cách lễ nghĩa, hoàng đế và hoàng hậu là bình đẳng, ngồi cùng xe, ở cùng nơi, trừ phi là phế hậu, chứ nếu còn là mẫu nghi thiên hạ thì bà luôn luôn nhận đặc ân như vậy. Song chúng ta có thể hiểu ở khía cạnh này, quyền lực của Thái hậu ở đây hoàn toàn xuất phát từ quy chuẩn đạo đức, nói trắng ra vì bà là mẹ của hoàng đế nên ai cũng nên nhún nhường. Chẳng ai lại muốn thất lễ với mẹ của hoàng đế đúng không? Nếu xét theo thực quyền thì Thái hậu lại không bằng hoàng hậu. Đương nhiên Thái hậu có một thứ mà hoàng hậu không bao giờ làm được. Đó chính là Thái hậu có thể ngồi sau rèm nghe chuyện triều chính, can thiệp vào chính sự trong những tình huống đặc thù cùng hoàng đế, còn hoàng hậu thì không bao giờ.